Chú, Rồi. hôm nay tụi con ghé thăm vườn của chú chắc cũng gần thu hoạch rồi đó. Cũng muốn nhờ chú mình đánh giá lại thử với chú. Ví dụ như từ hôm nay mình xài cái bộ sản phẩm của công ty Sago Agro đó cho đến cái ngày hôm nay là sắp thu hoạch. Thì chú đánh giá lại giùm con những cái đặc điểm nào của cái sản phẩm của Sago Agro mà xài cho cái cây sầu riêng của mình đó. Thì ví dụ như từ cái giai đoạn mình xài từ trái nhỏ cho đến nuôi trái lớn cho đến trái sắp thu hoạch, thì bây giờ chú đúc kết lại những cái gì mà chú thấy. Dạ, Rồi rồi để giùm theo cái thực tế mà rồi chú đã rồi sử dụng ở đây đó rồi chú. Dạ. chứ thực tế chú nói nè, là các cháu là đúng là cái công ty Sago này á, Dạ. là có là mấy người thuộc đó rất tốt, vì từ khi bắt đầu là sầu gì cho đến khi làm trái Dạ. là chú có phun mấy lần để kiểu thứ nhất là kéo lá lá dai đó, để kéo lá dân nha, hai đó thì kéo cua tròn, và đó là lần làm trái. Còn khi mà bắt đầu vào là trái to đó, trông thấy mà hình đều, mà đến cái giờ này là cùng vô thu hoạch, là cũng có lên cơm, thì cũng các cháu cũng đưa ra mấy cái sản phẩm đó, thì vừa là phun cà ri để vô cơm, vừa phun là để tròn trái về hình đẹp cái màu màu của, và cái dàn lá bây giờ thực tế cũng rất rất chuẩn đấy. À, Dạ. thế cho nên là cái phân đồ rất rất tốt Dạ. đó. Mà chủ dùng là từ khi đúng năm ngồi thì cũng dùng, mà năm nay dùng rồi Dạ. thì thực tế là đúng là có sao tôi chủ nói thế, là rất đẹp, Dạ. ai vào đấy cũng thế, tuân vào là sao phun cái cây nhưng mà thấy là không thì không thấy trái Dạ. đó, mà thực tế ngồi xuống thì nhìn tuân trái cũng đều đều và đẹp. Dạ. Như vậy là chú phun từ đầu cho đến cái ngày hôm nay. Đó là chú đúc kết lại những cái vấn đề là nó như vậy. Đúng rồi. Dạ, nhưng mà chú thấy cái nổi trội nhất của cái cặp sản phẩm Sago, rồi bên cạnh đó nó còn thêm hai cái sản phẩm của Sago thêm nữa, tức là gồm có bốn sản phẩm, thì cái chú đúc kết lại chú thấy cái mà đặc điểm mà nổi bật nhất của cái bộ sản phẩm này cho cái cây sầu riêng mà chú làm được ở đây là cái chú đúc lại kết lại mấy cái điểm chính cái vậy. Thì đấy Thứ thì nhất là đối với chú lá thì chú thấy lá là thì như thế nào? dài này đẹp, mà coi như là không ai của cái dàn lá của chú đâu, mà tự nhiên vừa dài vừa Dạ. đẹp, vừa là coi như là anh đi rất đều. Thứ hai đó cái quả cũng đó, quả là rất tròn, Dạ, quả thì nó mà rất là tròn tròn. mà giá nó cũng xanh đều Dạ. đó. Mà vào cơm thì nói chung chú cũng mới phun cái hai cái bộ sản phẩm đó là vào cơm rồi, thì Dạ. khả năng chú giật là chú cũng cắt đó, Chú nhặt này là chú cắt cắt mà cái đều này. cắt lại vào một, mà phun này chắc khả năng đợt này phải trên 60% là vì là vô cơm đều nè, phun hai lần Dạ. sản phẩm đó. Dạ. Như vậy là cái chủ nhật này là bắt đầu Thì cắt mình vào vào đâu cắt vào đầu của cái bộ thì mà mấy dạ. người cứ tuần vô hỏi này phun cái phân gì mà như thế này mà vẫn là đều phải đạp vào, là đồng công ty Sago là cung cấp cái phân bón đó, Như vậy phân bón từ sản cái phẩm giai đó. đoạn mà làm trái cho đến cái giai đoạn cuối cùng là cái lên cơm và chuẩn bị thu hoạch thì chú có không hài lòng cái gì không? Không, chú thì đông sau năm chú vẫn nhông tiếp, và hơn nữa là nói thật sự nói là họ tức là mọi người ở cái thôn này và ai cũng đến đây, mà mấy người đi cắt sầu riêng đó thì Dạ. vô xem thì cũng ưa là cái lười phân này, thì Dạ. tôi vào này quảng cáo cho họ nói là cứ ra đây đại lý vật tư phủ giá đó mà Dạ. mua, là vì công ty đó là dập đấy, là ra đó là có gì cô vi cô hướng dẫn chỉ đạo Dạ. thêm. Dạ. À, cho tôi thì đúng là người nông dân, Dạ. có gì thì thực tế đấy, thì tôi làm tốt thì tôi cũng nói tốt cho họ thôi. Dạ. Thì ở đây một số nhà vườn cũng đến thăm, mà cũng đòi hỏi là cái À, phần tức đấy là các anh chị nhà vườn xung quanh cũng đến cũng đến. thăm. Thì họ họ có họ nhìn vườn họ có đánh giá gì không chú? Bảo họ thì đàn nhà với họ cứ khen ngất như này, sao cái lá dài mà đẹp ấy. Dạ. Mà bảo này thế đấy, đồng tôi năm vừa rồi tôi đúng đã sử dụng sản phẩm của công ty Sago hết, Dạ. chứ không người ra không phun cái gì cả. Đúng Dạ. thực tế thế. Dạ. Như vậy là chú đã chốt bán cho thương lái rồi. Chỗ thương lái này, 6 thương lái vô đấy cơ, đều là có cái ai cũng khen về đô đấy. Xong tôi vừa đây đấy tôi chốt từ tức là khi giá 45 đến 47 đến 50 tôi không chốt, mà đến năm 54 thực tế bây giờ chốt rồi, Là đã chốt rồi. chốt giá 54. Dạ. Thương lái họ vô đây đó chú. Họ nhìn cái dàn trái của cái vườn sầu riêng của mình thì họ có nói gì không chú? Họ bảo nói là cái dàn trái này là đúng là chỉ đúng là năm nay không có của bi đấy, của giò của lẹp đấy, mà tôi bảo là đấy tôi phun
lập lại được của cái thằng ASICO về là cái ấy là Dạ, đẹp. Ừ. là họ nhìn cái dàn trái họ đánh giá là Ừ. họ nói là đẹp. Về hơn là kẹo cà Dạ, ly ra đó. mình thử qua một số cái cây khác rồi thử chú ha, thử coi À, thử nó cây như thế cây nào á. này Ồ, quá trời. như cây này còn rất là tức là họ đến từng cây một họ đếm lại rồi dự kiến vườn này năm là năm này được 10 tấn Dạ, à, năm nay được 10 tấn. à, Bao nhiêu cây á chú à? 100 cây 100 mà cây. chỉ mới thu được 9 15 cây thôi. Dạ. À dạ, mình qua cây khác nữa thử đi chú, mình xem thử hết tất cả những mấy cây này thử nó ra làm sao. Giờ tâm lai là năm đi thư dành dàn trái này về đều là để ăn cái nhà vườn ai cũng vô là khen Dạ. vừa tròn vừa là có hàng là chuẩn Dạ. là Trái đẹp chú à? đẹp đấy. Trái Dạ. tròn mà Quân bình thì trái này nó mấy ký chú? cờ 3 kg Cả 3 ký à? tính 3 3 kg 3 ký, 3 ký hơn cho lên. đấy. Dạ. Mình qua cái tiếp mấy cái cây khác khác thử nữa thử đó, mình coi thử tôi đều hết thử. Dạ. Cái này đó, dạ. Nhìn ở ngoài thấy lá không mà vô trong này thấy cháy quá trời luôn á. Đúng rồi, thì bao nhiêu người đến cũng thế. Rồi họ vào nói là sao là tại là cái dưới cái cân tôi cắt bật nhiều đấy, thấy không? Dạ. Cân này rất nhiều mà tôi cắt cơ này. Bỏ lại cái cân này phải 17 trái, 2, 4, 6, 8, 9 trái, đó. Dạ, quá Đó. trời. Đó là cắt bật nhiều đấy. Ủa, đâu mình đi qua cái cây bên này thứ chứ. Okay. Nói chung là thấy tất cả cây nào cũng giống cây nào hết Đó, đó đây, chú. đều mà Ừ. vì tôi lập trái là tôi cắt cắt tròn tròn lửa luôn. À Tức là dạ. vừa rồi là khi cắt xong là phun cái phân đó là cái thuốc đó vô là phân bọt lá đó là thời gian là nhiều luôn. Dạ. Đợt tôi kéo mà họ thấy sớm à. Nếu mà ngoài kia họ tuần đốt mà tôi kéo hết, tôi dùng hai cái loại thuốc đó, À loại dạ. phân đó, phân là cà ri đó. Dạ. Đâu mình đi vòng vòng Kéo luôn đi. 5 ngày, 13 ngày kéo liên tục à. Quá trời đẹp. Sáng có vi lấy Dạ. Mấy cây nhỏ nhỏ này mà cũng quá trời giấy rồi. Dạ, cũng chục đẹp. chục đấy là Dạ. trên chục đấy nhỏ trong năm nay gian này cũng được Dạ. sang năm làm bông càng dễ nữa Dạ. vì không suy cây Dạ. đấy đợt Ồ, đợt cây này mà đẹp quá chú ha. đó, đó. Đều đó như năm nay anh nào đến cũng phần để đều Dạ. mà giờ là rất đẹp nhá. Dạ. Do trước kia vườn tôi là do tiêu nhiều quá tôi cắt hơi thấp Dạ. bây giờ đang nâng lên lại Dạ. nên tôi đặt sản phẩm. Còn cái dàn cơ mà với mơn trái mà cơ nó như lá nó như thế này thì mình phục hồi Nó nó có suy không quá đấy đơn giản, nó đâu có suy gì khi đâu. nào đến con tuân thể dần là hành đầm như thế này Dạ. họ khiếp rồi Đâu có nghĩ là ở trong nó mơn trái vậy đâu. đó đúng rồi Dạ. đây. Đó Đồ, đẹp, đẹp quá. thời gian mà lá đấy vừa tôi làm bóng làm từ buộc là tôi cắt hết là đợi cân nữa đó Dạ. cắt cho xuống Dạ. chứ không không cắt nữa thì chắc ăn rụp lắm cắt rụp lắm Thôi rồi. con cũng hôm nay thì anh em cũng muốn ghé đây để ghi nhận lại cái kết quả đến cái ngày mà cuối cùng đó chú. Thì con cũng xin thay mặt công ty con cảm ơn chú gia đình nhiều. Chúc chú thì gia đình thì luôn luôn mạnh khỏe rồi mình thu hoạch cái lứa này xong rồi để mình rồi mình nghỉ ngơi chút xíu rồi mình tiến hành mình chăm sóc vườn Rồi, cho cái vụ mùa mới. chú cũng thích cảm ơn và gắn bó với công ty đấy. Năm nay, trên tháng 5 chú vẫn lại cái phân này. Cho Dạ. nên Con cảm ơn chú nhiều.